Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám chào bạn nha. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 21 tháng 9 năm 2021. Hiện tại chúng tôi vừa bàn giao gia đình nhà bác Phương. Bác Phương ở tại thành phố Việt Trì, một bộ trường kỳ gỗ lim đây. Trước kia thì bên xưởng tôi là bàn giao một chiếc sập Ngũ Phúc rồi. Hôm nay chúng tôi tiếp tục bàn giao chiếc trường kỳ gỗ lim cho gia đình bác Phương. Tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm với gia đình bác, cũng như là giới thiệu qua một vài hình ảnh của bộ trường kỳ này. Đây là bộ trường kỳ đại. Trường kỳ đại kích thước là dài 2m17. Chất liệu gỗ lim Nam Phi. Bao gồm 3 món. Vừa kỳ kích hoàn thiện. Thì hôm nay là cũng là buổi chiều ngày 15 tháng 8 âm lịch. Hôm nay là Tết Trung Thu mọi người nhé. Chúng tôi bàn giao gia đình bác Phương. Rất cảm ơn bác Phương và gia đình đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám. Rồi, xin chào mọi người.